người tu sĩ phá giới. Câu hỏi của Tâm Thanh. Hỏi: đi tu có được học giới luật không? Nếu đã được học giới luật, sao không giữ gìn giới luật mà để vi phạm? Người tu sĩ sao lại ăn uống phi thời, ngày ăn 3-4 bữa như vậy, có đúng là tu sĩ không? Người tu sĩ sao lại ăn thịt chúng sanh? Lòng từ bi của họ ở đâu? Sao lại theo đạo từ bi mà không có từ bi chút nào? Người tu sĩ sao không có oai nghi tế hạnh, đi đứng nằm ngồi nói năng không đúng cách? Họ chẳng khác gì người cư sĩ tại gia. Tại sao vậy? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: theo Phật giáo Nguyên Thủy, trước khi muốn trở thành một tu sĩ của Phật giáo, người cư sĩ cũng như người tu sĩ ngoại đạo phải 4 tháng được sống và học tập giới luật. Nếu 4 tháng cảm thấy sống thích thú với đời sống phạm hạnh, tức là không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả, thì Đức Phật mới chấp nhận trở thành người tu sĩ của Phật giáo. Bởi vì giới luật là đạo hạnh của người tu sĩ. Đối với người tu sĩ Phật giáo thì không thể thiếu được đạo hạnh. Nếu thiếu giới luật đạo hạnh thì người tu sĩ ấy là người tu sĩ ngoại đạo, không phải tu sĩ của Phật giáo. Đức Phật đã xác định điều này. Giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Như vậy, một tu sĩ sống không đúng giới luật là không phải tu sĩ của Phật giáo. Như vậy, các tu sĩ Phật giáo hiện giờ, dù Bắc Tông hay Nam Tông, Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay tất cả tông nào khác, đều sống không đúng giới luật, thì đó không phải là tu sĩ của ngoại đạo sao? Các Phật tử hãy suy ngẫm lời Đức Phật đã dạy trên đây để chúng ta nhận xét tu sĩ nào là tu sĩ Phật giáo và tu sĩ nào là tu sĩ ngoại đạo, không còn khó khăn nữa phải không, quý Phật tử? 4 tháng thử thách giới luật của một người mới vào tu không phải là 4 tháng học và sống đúng giới luật sao? Những hành động sai phạm giới mà con đã nêu ở trên, đó là những tu sĩ của kinh sách phát triển. Những tu sĩ này có xứng đáng làm thầy của cư sĩ các con không? Họ là những tu sĩ thiếu đạo đức làm người, thì nói gì đến đạo đức làm thánh? Họ là những tu sĩ không xứng đáng làm gương hành tốt cho người cư sĩ. Họ không xứng đáng là tu sĩ để các con cúng dường, đảnh lễ, cung kính và tôn trọng.